Chào các bạn. Chào các bạn đã đến với Nằm Vườn Giải Trí. Hôm nay cũng rảnh rảnh. Mình cập nhật là chia sẻ lại với các bạn về cây Nguyệt Quế Bonsai Mini. Thì báo cáo các bạn cây này, cây Nguyệt Quế này là cái cây từ cây chiết các bạn ạ. Thì bữa trước thì nó có mấy cái cành lòng lòng thì mình cũng cắt tỉa và cũng tạo dáng cho em. Đến bây giờ thì em cũng cơ bản gần như là được đầy đủ bông tay, trông cũng đã gọi là vậy vậy các bạn. Tuy rằng bông tay nó chưa được hoàn thiện nhưng mà có thể cũng tạm chơi được. Thế thì hôm nay mình tiếp tục cắt tỉa cho em cho nó gọn gàng để cho em phát triển theo đúng ý định của mình. Cái thứ hai nữa là cũng có một là hai cái nhánh to to thì có thể mình nhân cơ hội này thì mình cũng tổ chức chiết để nhân giống cho nay mai mình đem xuống vườn mình trồng thì nó sẽ nhanh to, chúng ta sẽ có những cái gốc Nguyệt Quế để chúng ta chơi. Bây giờ mời các bạn cùng đi tham khảo với mình và cùng cắt tỉa với mình nhé. Thế thì trước khi cắt tỉa cái cây này thì mình sẽ quay một vòng để các bạn tham khảo. Sau khi cắt tỉa xong thì mình sẽ tổ chức quay chi tiết cho các bạn cùng đây là tổng thể của cây đấy các bạn. Bây giờ các cái mầm nó còn nhỏ nhưng mà mình cắt đi để cho nó gọn các bạn. Thì hai cái nhánh to này tí lát nữa mình sẽ đem vào mình chiết các bạn. Cây này, hai cái nhánh này thì nó chỉ to hơn cái tăm một chút thôi, bằng đầu đũa nhỏ các bạn. Đấy, nhưng mà chúng ta vẫn có thể chiết được. Chúng ta nhân giống này mà chúng ta cho xuống vườn thì nó cũng rất nhanh các bạn. Ở đây thì trên chậu thì bao giờ nó cũng hạn chế về quá trình tự nhiên. Thật ăn thức uống thì em hạn chế rất là nhiều. Trên chậu thì cho vườn thì cũng rất nhanh các bạn. Tất nhiên năm đầu thì nó các em còn là đang rất là chậm nhưng mà sang năm thứ hai rồi đi thì em phát triển rất là đẹp, rất là nhanh, rất là tuyệt vời. Đây là tay thứ nhất các bạn. Tay thứ nhất cũng cơ bản này, hòm hòm này.
là cái tay thứ hai. Tay thứ hai thì cũng còn là đang tiếp tục phải nuôi, cái kem cũng còn đang rất là nhỏ. Đấy. Đây là tay thứ ba. Đây là cái tay thứ tư thì mình cũng đang, đây nó có hai nhánh, một nhánh hơi ngắn, một nhánh dài hơn chốt, thì mình cũng đang để hình vào đây. Thì nay mai nó hoàn thiện thì mình sẽ, bây giờ chúng ta chỉ nhìn theo cái hướng đầy đủ thôi, còn sau này thì mình sẽ nát nữa thì mình sẽ quay chi tiết các bạn cùng tham khảo. Và đây là cái ngọn của quả phốc của chúng ta đây. Cây nó còn nhỏ cho nên là nó cũng rất ít là tay cả, nên là cắt tỉa cũng rất đơn giản đấy các bạn. Chính vì vậy mà nhân tiện đây mình cũng tổ chức chiết luôn. Báo cáo các bạn là với cái cành này thì nhỏ nhỏ này thì báo cáo các bạn là chúng ta chỉ cần khoanh vỏ đấy các bạn, khoanh vỏ và đắp đất là được, chứ chúng ta không cần phải cạo đâu. Cành này nó nhỏ mà. Sau khi khoanh vỏ xong rồi khoảng một phân các bạn, khoảng một phân như vậy là ta có hai cái cành. Nên cái cành thứ nhất thì cũng không để làm mất thời gian của các bạn, thì mình cũng đã chuẩn bị trước một cái cống đất như thế này. Còn cống thứ hai thì mình sẽ chuẩn bị mình làm sau. Chúng ta dùng một cái cốc hoặc là chúng ta bó cũng được các bạn, dùng ni lông chúng ta bó được, nhưng ở đây mình dùng cái cốc luôn.
chất bó vào của chúng ta thì chủ yếu là cái ở đây mình dùng bạn nó có xoa dừa thì cũng được, cái đất mùn là tơi xốp. Các bạn nếu cần thiết thì các bạn cho thêm chút cái trên là bơm mờ. Không, ở đây thì mình chủ yếu mình dùng cái rễ cây lục bình phơi nỏ và trộn với đất tơi xốp để mình của cho em là cây đầu rễ cây lục bình nó giữ nước rất là tốt và nó cũng làm đất tơi xốp và sẽ tạo cho cây phát triển cũng rất tuyệt vời. Đấy. Và như vậy mình cũng đã đảm bảo chiết xong được một cành. Cành thứ hai thì tí nữa mình sẽ không để nó mất thời gian của các bạn thì mình cũng sang cành thứ hai, rồi là lát nữa mình sẽ tổ chức chuẩn bị đất và chiết sau. Đấy, nhưng mình trên cơ sở này thì mình sẽ quay chi tiết cho các bạn cùng xem về cái cây này. Đây các bạn nhìn là tổng thể cây. Có phúc này. Tay 1 này. Tay 2 này. Đấy, tay 3, tay 4 đây. Tay 3 đây. Và tay 4 đây. Cái tay đầu tiên này thì cũng cơ bản đấy các bạn, chỉ một thời gian ngắn nữa thì các em cũng đã hoàn thiện như các bạn trông đấy, cũng gần là cơ bản. Cái tay này thì các em còn nhỏ hơn nhưng cũng gọi là hình thành, và cái tay ba này thì cũng đang tiếp tục đấy. Đấy. Còn cái tay này thì các bạn đây có hai nhánh nhỏ, đây một nhánh nhỏ và đây một nhánh nhỏ nữa đây. Hai cái nhánh này đều được có đúng vị trí cả các bạn đấy, nhưng mà bây giờ mình cứ uốn mình lượn ra đây, cây này mình cũng ghi xuống đây để cho các em phát triển. Nay mai xem cho một trong hai nhánh như cái như nào hợp lý thì ta để nó thật là tuyệt vời hơn, đúng ý hơn đấy, bởi vì các em còn nhỏ này chúng ta cũng không có vấn đề gì phải suy nghĩ và lo lắng cả. Các bạn nhìn tổng thể cây cũng rất là mềm. Bông dăm chi tay thì mình để đảm bảo vuông hòm sát cạnh và cân đối. Đấy, đủ các tứ diện luôn. Và đây là cái cành chiết. Đấy, đây còn một cành nhỏ nữa thì lát nữa mình sẽ bó bầu. Đây, các bạn chỉ bó cho mình, bóc vỏ cho mình một phân. Bóc một phân và không cần phải cạo các bạn. Cành cây nhỏ chúng ta không cần cạo. Đã bóc một phân. Đấy. Và chúng ta dùng sơ dừa hoặc là đất tơi xốp và có thể là dễ lục bình phơi nỏ. Chúng ta trộn đều. Đấy. Chúng ta ủ cho em. Đây thì mình đã chiết xong một cây. Đấy. Còn cành kia thì tí nữa mình đã tiếp tục làm tiếp. Thế thì hôm nay mình cập nhật chia sẻ với các bạn về cây nguyệt quế bonsai mini từ cành chiết. Đấy. Và cắt tỉa cũng như là chiết nhân giống cây nguyệt quế. Đấy, cho dù nó không phải là chi tiết cụ thể, nhưng mà các bạn này thì nếu như bạn nào mà mới chơi thì các bạn cũng có thể học tập rút kinh nghiệm để chúng ta có cái cây giống này, rồi là cái cây chúng ta tạo bông tay cho nó hợp lý để chúng ta có cây bonsai bắt mắt để chúng ta chơi. Thế thì video cũng đã dài, mình không làm mất thời gian của bạn nhiều, mình cũng xin được dừng video tại đây.
Chúc các bạn xem video vui khỏe hạnh phúc và vạn sự như ý. Đặc biệt với các bạn đam mê bonsai mini và nguyệt quế bonsai mini, các bạn sẽ thành công và toại nguyện như ý. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin được tạm biệt các bạn.